Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm review thông tin bất động sản xin đưa ra cái góc nhìn đánh giá về căn hộ tầng thấp tại Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Thì nói sơ qua về cái dự án Vinhome Grand Park, thì dự án có quy mô là 272 hecta, thì nó sẽ bao gồm các phân khu là phân khu căn hộ và phân khu biệt thự thấp tầng. Ngoài ra thì còn có các tiện ích như công viên 36 hecta và các tiện ích nội khu tại các cái phân khu. Hiện tại dự án đã bàn giao và đi vào hoạt động phân khu Drybow và đang chuẩn bị đưa vào bàn giao cho phân khu The Origami. Thì ngoài ra thì sẽ còn có những các phân khu như là The Beverly sắp triển khai và phân khu cũng mang phong cách của Nhật Bản, đó là phân khu The Miyako. Ngoài ra thì còn có một phân khu nữa, thì là phân khu là Mastery Central Point, thì cái này là do bên Mastery người ta phát triển. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá về những ưu điểm về view nội khu của những cái căn hộ thấp tầng như là tầng 2 đến tầng 9. Thì các căn hộ thấp tầng hoặc tầm trung tại Vinhome Grand Park có ưu điểm về tầm nhìn view cận cảnh, đặc biệt tại những vị trí căn hộ view nội khu như tại khu căn hộ Drybow thì sẽ ngắm những cảnh quan cầu vồng, khu tiện ích. Còn tại khu The Origami thì sẽ có những cảnh quan vườn Nhật, hồ cá koi. Còn tại những cái phân khu khác sắp triển khai thì sẽ có những cái diện ích tiện ích riêng biệt, mang những cái phong cách chủ đề của từng phân khu. Thông thường các căn hộ tầng cao sẽ có ưu điểm là thoáng đãng, yên tĩnh và không gian trong lành, cùng với đó là tầm nhìn view xa và rộng. Tuy nhiên chỉ với những căn hộ có hướng view ra ngoài thì mới có những cái ưu điểm đấy. Còn với những căn hộ view nội khu Vinhome Grand Park thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế bởi các tòa nhà khác. Khoảng cách để ngắm công viên tiện ích nội khu cũng sẽ có hạn chế về khoảng cách và góc nhìn. Các căn hộ ở tầng thấp view nội khu Vinhome sẽ có một ưu điểm là không gian yên tĩnh, view cận cảnh quan tiện ích và có thể kết hợp kinh doanh, tiện di chuyển và có mức giá rất là tốt. Tại những căn hộ tầng thấp như là tầng 2 đến tầng 9 tại Vinhome Grand Park được chúng tôi đánh giá là có vị trí tầm nhìn phù hợp, mở cửa ra là có thể ngắm cây xanh, hồ bơi, cây rạch và những cảnh quan công viên, quan sát những con nhỏ chơi dưới hay là tại các cái trường học Vinschool thì cũng rất là tiện. Về việc tiện di chuyển và kinh doanh, những căn hộ này có thêm lợi thế là không tốn thời gian đợi thang máy, cũng như là khi ta đi ra ngoài hoặc lỡ quên một đồ vật nào đó thì đi lên lấy thì cũng rất là tiện, hoặc là cho thuê mua bán cũng dễ dàng. Đặc biệt với các căn hộ tầng 2 tại phân khu Rainbow và Origami, chủ nhân có thể dễ dàng kết hợp kinh doanh do thuận tiện về vị trí và khách hàng cũng dễ dàng đi bằng thang máy hoặc đi bằng cầu thang bộ. Các chủ shop tầng trệt mua để nghỉ ngơi bên trên, kinh doanh bên dưới, nhanh chóng di chuyển, hay đơn giản là cho các chủ thương hiệu cho thuê biển quảng cáo. Tại vì cái vị trí tầng 2 này rất là đẹp và vừa cái tầm mắt như là những cái người đi bộ ở bên dưới sẽ dễ dàng nhận biết được thương hiệu của các chủ shop kinh doanh. Ngoài ra, các gia đình có người lớn tuổi hoặc con nhỏ cũng ưa chuộng căn hộ tầng thấp do đi lại thuận tiện, không cần phụ thuộc vào thang máy và chờ đợi. Cùng với đó là vấn đề đảm bảo an toàn. Do nhiều người lo ngại về những cái vấn đề an toàn cho nên người ta cũng lựa chọn các căn hộ ở tầng thấp. Do công năng di chuyển về đường thang bộ nhanh hơn các tầng khác, nếu như có kẹt thang máy hay cúp điện hoặc gặp sự cố không mong muốn như hỏa hoạn xảy ra thì việc di chuyển cũng nhanh hơn và nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài tốt hơn. Ngoài ra, giá bán của căn hộ tầng thấp tại Vinhome Grand Park cũng có mức giá là mềm hơn so với những căn hộ cùng trục ở tầng cao. Trên đây là một số cái đánh giá về những ưu điểm và lợi thế của căn hộ tầng thấp Vinhome Grand Park, nhất là những căn hộ tầng 2.
Hiện tại chúng tôi cũng đang phân phối những căn hộ tại dự án Vinhome Grand Park. Quý vị quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại 0909 910 884 để được tư vấn, hoặc có thể là nhắn tin Zalo để chúng tôi có được thông tin để chủ động liên hệ với quý vị các bạn và tư vấn cho các bạn được chi tiết hơn. Xin nhắc lại là số điện thoại 0909 910 884, số Zalo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.